Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với sắc, học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với thọ tưởng hành thức, học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với nhãn xứ, học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với sắc xứ, học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với thanh hương vị xúc pháp xứ, học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với nhãn giới, học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với sắc giới học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với thanh hương vị xúc pháp giới học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với nhãn thức giới học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với nhĩ tỷ thể thân ý thức giới học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với nhãn xúc học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với địa giới học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với thủy hỏa phong phong thức giới học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với vô minh học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu não, học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với bố thí ba la mật đa học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với pháp không nội học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, học bất tăng bất giảm.